Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 23. Hoàng tử Money One, hoàng tử Money One, Jay Yavong. Anh không có đi, đừng. Nguyện làm tất cả để được sống bên chàng. Chàng không hề thương xót gì em sao? Nàng là rắn, còn ta là người. Ta không thể sống cùng nhau được. Ngươi hãy chấm dứt đi nữ thần rắn à. Ngươi chính là loài vật, đừng nghĩ có thể chung sống với con trai ta. Là do ngươi, Ma Ni Quân, chàng ấy không yêu ta là vì ngươi. Nếu như ta không được thì ngươi cũng đừng mong
ta sẽ để ngươi thành đô với Chi Giao Quân. Dù sinh ra ở kiếp nào, ta cũng nguyền rủa ngươi sẽ biến thành hình hài loài rắn giống như ta, để Chi Giao Quân phải chịu đựng đau đớn như ta. Người cũng sẽ như vậy, không giật phá. Người là kẻ phá hủy sức mạnh của ta. Ta nguyện sẽ trả thù ngươi dù ở bất cứ kiếp nào. Đồ rắn độc ma quỷ là do ngươi đã sai khi dùng bùa biến thành người để mà quyến rũ chàng ấy, trong khi ngươi là loài động vật. Ngươi phải trở về nơi dành cho ngươi. Ta đã bị thương rồi, không được để cho ta thoát. Hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Ngày mai ta sẽ đi tiêu diệt ta tại hang rắn. Không đúng, đó là sự thật. Mọi thứ chàng thấy đều là sự thật. Chàng nói là chàng sẽ yêu ta, chăm sóc ta bằng cả trái tim, nhưng thực chất thì tất cả lời chàng nói đều là những lời dối trá để mà lừa gạt ta thôi. Ta quyết định đưa nàng về kinh thành sống chung với ta. Em sợ. Ở với ta, nàng không phải sợ. Ta xin hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc nàng. Chê Giao Quân, nhưng em... Nàng đẹp hơn tất cả những người ta từng gặp. Lời nói của Nam Nhi nói ra thật sự dễ dàng. Nếu nữ nhân nào cả tin rằng lời nói xuất phát từ trái tim, chắc là khờ lắm. Ta xin thề ước rằng ta sẽ yêu nàng hơn bất kỳ nữ nhân nào.
thời khắc mà ta bị bọn chúng hại, bị thiêu sống như chàng chỉ, dương mắt đứng im nhìn ta, chịu đau đớn tột cùng mà chẳng hề nghĩ sẽ cứu ta. Trái tim chàng làm bằng gì vậy chứ, Gia Gia Quốc? Anh à, anh sao vậy? Anh nằm mơ thấy cô mình đang gặp nguy hiểm. Xà Rắc, Xà Rắc, tỉnh lại đi. Nào, nào, tỉnh lại. Xà Rắc, Xà Rắc, Xà Rắc, nghe thấy mẹ không con? Xà Rắc à, Xà Rắc, nghe thấy mẹ không? Con trai mình làm sao vậy anh? Xà Rắc, con mình vẫn còn thở. Hay là đưa con tới bệnh viện đi anh, em lo cho con quá đi. Đợi đã, em hãy ở đây trông con, anh sẽ đến đó đi tìm và đưa con quay về. Không được đâu anh à, hãy đưa con đi gặp bác sĩ đi. Em không muốn con của mình bị làm sao cả, anh hiểu không? Anh thấy con ở trong hang với một người phụ nữ, cô ta đưa con mình đi đâu đó, không phải sợ đâu. Anh sẽ đưa con mình quay trở về. Nhưng mà cứ tin ở dạ. anh. Xà Rắc, Xà Rắc con à, Xà Rắc, nghe thấy mẹ không con? Xà Rắc, con đừng có bị sao nha con. Xà Rắc, Xà Rắc. Đã tới lúc chàng phải trở lại sống cùng với ta. Nhưng ta lại đi nữ thần rắn. Ba, Phá Gia Im Thao Quân, vua của nước Y Tha Kệt, người có phúc đức lớn, ngài yêu con trai của mình tới mức vào tận đây để cứu con trai của mình sao? Tôi không biết cô đang nói gì. Chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Xin người hãy tha mạng cho con trai của tôi. Tôi van xin người đó. Đúng rồi, ngài được đầu thai chuyển kiếp biết bao nhiêu lần rồi, nên ngài đã quên rằng ngài đã từng gây ra tội lỗi tày trời gì với ta. Nếu như ngài mà nhớ, ngài đã chẳng xin xỏ mạng của con ngài như ngày hôm nay đâu. Cho dù thế nào cũng đã nhiều kiếp rồi, nhưng tôi vẫn tin vào nghiệp chướng. Những việc làm trong quá khứ đều có nguyên do và quả báo, nhưng nó không hề công bằng với ta. Ngài có biết không, ta bị giam cầm trong hang này, chịu khổ sở trong cô độc suốt 500 năm nay, đó là vì ngài muốn tiêu diệt ta khỏi tình yêu và cuộc đời của con trai ngài, Chê Gia Quân. Những chuyện quá khứ không thể nào có thể quay lại để thay đổi. Tôi và con trai tôi
có thể từng gây nghiệp với nữ thần trong quá khứ, dù là cố ý hay không, nhưng mà xin hãy thương xót. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi và bỏ qua lỗi lầm kiếp xưa. Không đời nào. Ta sẽ tha thứ cho các ngươi trừ khi những kẻ kiếp xưa đã hãm hại ta sẽ phải trả hết nghiệp cho ta. Sarak, nhanh lên đi. Sarak, nhanh đi lối này. Đi lối này. Thần chú trấn giữ rắn. Virupakhehi, me me tang me tang, era pakhehi me, chapaya putehi, me tang me tang, kan a kota makehi ja, apathakehi, me tang me tang, jatu pakhehi, me tang me tang, phakhu pakhehi me. Sarak à, con tập trung sống với hiện thực, con phải tĩnh tâm. Bây giờ là con đang ở nhà mình, con đang trong phòng của con ha. Con ngủ trên giường, hãy nhớ những gì ba nói. Tập trung, con hãy làm theo lời ba nói. Như vậy thì ba mới có thể đưa con ra khỏi đây được. Dạ được.